Hello các bạn, hôm nay mình chơi chơi là game là địa ngục. Địa ngục. Ok, mình bắt đầu tôi chơi. Ok, mình... thằng này là tím hả? Thế. Okay. Ủa, mình quăng đâu? Mình là tím. Oh no. Ok, giờ đến con trắng nè. Con màu trắng này nhé. Ok nào, để ông này. Sáng từ lúc giờ mình chơi nào mình cũng phải quay trở lại từ đầu vậy. Ok, đến bà kìa. Ok, thế ông này nó ông chém tay vậy nó. Rồi nè, nó mặc kì. Dòng thánh kiếm, thánh kiếm bạn nha. Cái mình mở lên cho bạn lên trước này, bà này đi, bà này là con ma trắng. Kệ, trả tay pha. Thắng được. Ok, bật kích. Ủa gì vô vậy trời? Bà kia bà đánh lại đi. Đổi người. Đổi người nha. Ok, ông kia đứng lên nè. Bà ghi. Ủa vậy là đứa nào? Là đứa. Ok, tên ấy một phát là mấy phía lệ. Thắng kế. Đồ nhau mà.
nhau. Đổi người. Thế là xong. Hoàn thành. Ok, hoàn thành level này rồi. Đến level 2. Thằng kinh nhảy. Nhảy. Ủa, vậy có mỗi mình thằng này thôi hả? Không. Có bà này nữa mà. Cái. Không. Ở đây, cái kia nó đè, ấy xuống nó đè chết. Chuyển người. Bừa. Ok, không? Chuyển người không kia chạm lên nè. Ok, chuyển người nè. Bà này. Ok. Ủa, cô làm break này cái gì vậy? Người bên này chạm về kia ra luôn người. Mình ngu ngu dữ mình đúng ngu thì chết. Ok tôi chạm vào đi má tôi mới được bà này nữa. Mình quen bà này, bà là con ma trắng. Chuyển rồi. Dân vào. Ok, bà này bà nhảy lên. Cái bạn này bị chém tay gì vậy nếu ok chuyển người. Ôi dạ. Ông này nhanh. Sợ lắm. Đáng nhé. Ok chuyện người bên này. À không. Là chuyện nữa. Cái bà này
vé ngoài bên này cũng không di chuyển cái cần gạt nữa. Dạ không. Dạ không. Tao ngu. Tôi nói tao ngu thiệt luôn. Chết. Đó. Trả cho cái what vào đi chị Khánh ơi, vậy là giờ như vậy này chứ. Ok chị ơi. Ok chứ. Vẻ như giờ mình ngu hơn rồi. Ui da. Thằng này đổi chỗ cho nhau. Ba này nữa, đổi chữ. Ok, đổi chữ cho nhau. Bạn ơi, bạn nghĩ có thể đổi chỗ cho nhau được không? Này, đợi đi. Đợi tao đi. Giờ ok, đổi chỗ nhau được rồi này. Ok, đến con kia.
Con này nó trèo lên trước. Không thể đợi chó được. Nó hết đảo quá. Nhưng mà thôi video quá rồi. Bye bye. Mình chỉ có hai là vợt nó đột nguyên. Bye bye các bạn. Video dài quá rồi. Bye bye.